bốn con giáp sự nghiệp thuận lợi, tiền vào như nước sông Đà trong 7 ngày tới. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp và tìm được cơ hội để thay đổi cuộc đời. Tuy nhiên, tử vi học có nói, trời sinh mỗi người một số mệnh. Con người thường đến một giai đoạn nào đó thì mới được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Vì vậy, đối với những người chưa gặp được may mắn, chỉ cần tâm vững, mang trong mình một tinh thần lạc quan, yêu đời, thì tương lai tươi sáng vẫn đang chờ đợi ở phía trước. Xem tử vi 12 con giáp, các nhà tử vi học có thấy rằng trong năm Tân Sửu 2021 có nhiều con giáp phải đối mặt với sóng gió, thử thách. Bên cạnh đó, cũng có những con giáp được nhiều may mắn, đặc biệt là những con giáp được nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay. Những con giáp này sẽ nhận được lộc trời ban, làm gì cũng thuận lợi, vạn sự như ý, giàu có hơn người, tiền tiêu không hết vào thời điểm 7 ngày sắp tới. Vậy đó là những con giáp nào, họ sẽ gặp được may mắn gì trong thời điểm 7 ngày này? Mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát đi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ ông trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất, tuổi Dần. Tử vi tuổi Dần trong 7 ngày tới cho thấy rằng mệnh chủ tọa trường sinh vận, báo hiệu điểm thuận lợi. Trường sinh có nghĩa là sinh trưởng, trong không mà sinh ra. Vậy nên thời gian này, người tuổi Dần có sức sáng tạo vô biên trong công việc, trí tuệ và năng lực mở rộng vấn đề sẽ đem lại một ngày cát lợi. Mệnh có trường sinh sẽ được ẩn tinh che chở nên giúp đỡ rất nhiều về mặt sự nghiệp. Ưu điểm của trường sinh vận là sự dịu dàng, tôn trọng người khác. Mặt quan hệ xã giao tốt đẹp nên địa vị công việc dễ dàng được củng cố. Đồng thời bản mệnh thường không đắc tội với ai nên khi gặp vấn đề dễ dàng có người ra tay cứu giúp. Tuy nhiên vì tính tình ôn nhu nên không hợp với những việc phải tự mình phát triển. Cho dù làm việc gì, bản mệnh cũng phải chậm mà chắc, và nên có đồng đội ở bên cạnh thì mới thuận. Hơn nữa, với tư duy linh hoạt, bản mệnh dễ dàng cống hiến nhiều cách làm, suy nghĩ ưu việt để giải quyết vấn đề. Khuyết điểm của bản mệnh chính là sợ xung đột, khá nhút nhát khi thể hiện mình. Chỉ cần lãnh đạo hay đồng nghiệp quá nghiêm khắc là khiến bản mệnh nhụt chí, không muốn thể hiện mình. Tương ứng với tâm trạng này là khuynh hướng dễ tiêu cực hay suy nghĩ theo chiều hướng xấu. Điều này sẽ không tốt cho sự nghiệp của tuổi Dần. Ân tinh mà bị xung, gặp đối nghịch thì sẽ xuất hiện thực thần và thương quan. Nó thể hiện một ngày có nhiều lợi ích, đặc biệt là tài lộc. Tử vi có cho thấy thời gian này tuổi Dần gặp được quan quý, có được các tinh che chở nên vận tài lộc của mệnh chủ khá thuận lợi. Năng lực kiếm tiền bản mệnh cũng được đảm bảo nhờ trí thông minh xuất thần. Không có con số hay sổ sách nào có thể làm khó gia chủ. Đặc biệt với sự lém lỉnh của mình, bản mệnh luôn được cơ hội kiếm tiền bằng nghề phụ, từ đó vợ tiền bạc có thêm nhiều nguồn thu nhập. Đồng thời để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn, có thể phát triển, vượt trội trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ khuyên mệnh chủ tuổi Dần nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, sự may mắn.
đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an, may mắn cho bản mệnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Dần để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai là tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ là con giáp thứ hai trong danh sách những con giáp có sự nghiệp thuận lợi trong 7 ngày tới. Sự nghiệp của mệnh chủ Lâm Địa Phương mang ý nghĩa đạt cực điểm về thành công. Nó là vòng trường sinh nằm sâu Lâm Quan Vân. Lâm quan rồi thì nên đi theo con đường chính trực. Khi đến Đề Vượng thì sẽ đi tới đỉnh cao của thành công. Đây chính là ý nghĩa ngày làm việc của bản mệnh. Ở thời điểm này, bản mệnh rơi vào thời kỳ cực vượng của năng lực. Nó được ví như mặt trời giữa trưa, sự tích cực về mặt công việc là không thể chối bỏ. Nhưng bản mệnh cũng cần thận trọng, bởi qua đỉnh dốc thì bên kia chính là bờ dốc. Nhìn chung thời gian này, mệnh chủ có nhiều cát khí, làm việc có chủ kiến, vững vàng, nên mang nhiều tin tốt lành về sự nghiệp, tiền bạc. Bên cạnh đó còn mang ngụ ý sức khỏe an khang, mạnh mẽ, giống như vị hoàng đế nằm trên đỉnh quyền lực của mình. Ngoài ra, tử vi cho thấy ngũ hành cung mệnh gặp thuận lợi, được lộc thần bảo hộ, chủ có tài, mặc có lộc, cuộc sống sung túc đủ đầy. Nhưng cũng yêu cầu mệnh chủ phải vận động nhiều, chăm chỉ thì mới có được tiền bạc trong tay. Đây là tinh tú đem tới cho con người cảm giác vừa có tiền vừa giàu có. Nó cũng khiến con người ta trở nên coi trọng tiền bạc, biết cách chi tiêu. Thời điểm 7 ngày tới, bản mệnh cũng thể hiện một tinh thần kiên cường, vững chắc, tạo nền móng tốt. Bản mệnh có khả năng quản lý doanh nghiệp và đoàn thể. Tuy cá tính có phần hơi hướng nội, không giỏi giao tiếp nhưng lại được mọi người kỳ vọng. Quan hệ xã giao rộng, tài lộc đủ đầy, có thể tránh chuyện vay mượn, kiện tụng. Vậy nên để mọi việc phát triển một cách hành thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma, những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh. Vòng còn giúp bản mệnh hóa giải thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời vật phẩm sẽ giúp bản mệnh tăng may mắn, chiêu tài bộc, cát lành, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Không những vậy, vật phẩm còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Ngọ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba là người tuổi Tỵ. Tử vi tháng 6 dương lịch cho thấy 7 ngày sắp tới tuổi Tỵ tọa Lâm Quan Vận. Quan ở đây có nghĩa là mũ mà cũng có nghĩa là quan chức, chức tước. Sau khi trải qua các vòng trường sinh thai, dưỡng, trường sinh, mộc dục, quan đới thì Lâm Quan là lúc đạt được thành công. Quan đới ám chỉ thời gian này mệnh chủ đang theo con đường học hành sẽ đạt được thành quả. Những mệnh chủ làm công ăn lương sẽ nhận được đãi ngộ và sự đền đáp lớn lao một khoảng thời gian cống hiến, làm việc hết mình. Nhưng mệnh chủ tuổi Tỵ cần nhớ rằng Lâm Quan cũng liên quan đến một số công việc liên quan đến bệnh tật, nhưng đừng biểu hiện canh bạn, nịnh nọt. Đường quan vận, địa vị, mệnh chủ cũng cần chú ý tới các mặt này để chuẩn bị tâm lý cho thời gian sắp tới. Đồng thời, trong 7 ngày tới, bản mệnh phải tự lực cánh sinh, mọi việc hoàn toàn dựa vào sức của mình mới có thể thành công. Bản thân phải thực sự chăm chỉ, tự trưởng thành thì mới có được sự thăng tiến trong sự nghiệp, việc. Với mọi việc phải mạnh mẽ, dám mạo hiểm thì mới thu về thành công. Đặc biệt, thầy Gia Cát còn khuyên mệnh chủ tuổi Tỵ hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh vận hạn luôn rình rập. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc. Đồng thời khi mang bên mình, vật phẩm sẽ như một tấm bùa hộ thân bảo vệ từ trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Đặc biệt vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang,
trì chú, xem ngày giờ sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Thứ tư, tuổi Thìn. Tử vi còn nói rằng những người tuổi Thìn trong được quan đới chiếu mệnh trong 7 ngày tới. Quan đới có nghĩa là chiếc mũ, một phục sức trong thời cổ đại của vua chúa. Quan đới cũng là tên của nghi lễ trưởng thành của nam thanh, nữ tú tròn 20 tuổi. Nó mang ý nghĩa người này đã trưởng thành, cho nên mang đến vận khí cát lành, thịnh vượng. Phương diện sự nghiệp của mệnh chủ sẽ nhiều tin vui, cát lợi, phú quý trong thời gian này. Tuy nhiên, tử vi còn thấy quan đời chồng mệnh có sự tự tôn cao hay chi phối người khác. Bản mệnh trong thời gian này hay can thiệp vào cách người khác làm, mà lại phản ứng khi người khác góp ý vào việc mình đang làm. Nếu bản mệnh không kiềm chế được thì rất dễ dàng bị người khác gây thù, chuốc oán. Đừng nên quá ư thẳng thắn mà bỏ lỡ lời, sẽ không được lòng đồng nghiệp trong thời gian tới. Đồng thời, trong thời gian này, bản mệnh cũng không được chú tâm chăm sóc gia đình. Quan hệ với anh em họ hàng có phần xa cách, dù là sống cùng nhà mà cũng không có ý định hỏi thăm hoặc trò chuyện với người thân. Có thể cuộc sống quá an phận nên sự nghiệp và tài vận đều không xảy ra vấn đề gì lớn. Bản mệnh sống khá kỷ luật và tuân thủ quy định quanh mình. Vậy nên để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thời gian cát khuyên mệnh chủ tuổi Thìn cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, hoặc vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi, xô đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Đồng thời với những năng lực tam hợp khí, vật phẩm sẽ giúp bản mệnh đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân. Hơn thế nữa, vật phẩm đã được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú xem ngày sử dụng mà lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho bản mệnh, đặc biệt là những gia chủ tuổi Thìn. Trên đây, kinh phong thủy gia cát đã chia sẻ với quý vị về vận may của 4 con giáp có sự nghiệp thuận lợi trong 7 ngày sắp tới. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.